Đến thời điểm này, toàn tỉnh Hưng Yên có gần 24.000 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19. Tỉnh Hưng Yên có trên 169.000 trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, trong đó có trên 135.000 trẻ đồng ý tiêm vaccine. Do đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, nhất là thời điểm sau nghỉ lễ, nên hiện đã có gần 24.000 trẻ được tiêm vaccine phòng COVID-19, đạt độ bao phủ gần 18%. Trong đó, địa phương có số lượng tiêm phòng đạt cao là Yên Mỹ trên 4.000 trẻ, thành phố Hưng Yên, huyện Văn Lâm và huyện Khoa Châu, mỗi địa phương gần 3.000 trẻ. Tất cả đều đảm bảo an toàn, không có trường hợp nào phản ứng bất thường sau tiêm. Bên cạnh đẩy mạnh công tác tiêm phòng, các địa phương cũng tiếp tục tích cực tuyên truyền để các bậc phụ huynh còn lại đồng ý tiêm chủng cho con em mình.